Kính chào quý vị đến với bản tin COVID-19 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị đến với thông tin mới nhất về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cập nhật từ 18 giờ ngày 5 tháng 11 năm 2021 đến 18 giờ ngày 6 tháng 11 năm 2021. Tây Ninh ghi nhận 306 ca dương tính với SARS-CoV-2, tăng 19 ca so với ngày 5 tháng 11. Phân theo yếu, tố dịch tễ, Tết Dương, Sàng Lọc, 293 ca, cách ly tập trung, 13 ca, phân theo nơi cư trú, ngoài tỉnh, 19 ca, huyện Gò Dầu, 58 ca, trong đó, Cẩm Giang 24 ca, Hiệp Thạnh 6 ca, Phước Thạnh 1 ca, Phước Trạch 9 ca, Thạnh Đức 3 ca, Thanh Phước 1 ca, Thị trấn Gò Dầu 14 ca, huyện Châu Thành 56 ca, trong đó, An Cư 3 ca, Biên Giới 1 ca, Đông Khởi 1 ca, Hảo Đức 7 ca, Long Vĩnh 2 ca, Phước Vinh 1 ca, Thái Bình 3 ca, Thanh Điền 2 ca, Thành Long 3 ca, Thị Trấn Châu Thành 32 ca, Trí Bình 1 ca, Thị Xã Hòa Thành 36 ca, trong đó Hiệp Tân 4 ca. Phường Long Hoa 3 ca, Long Thành Bắc 10 ca, Long Thành Trung 5 ca, Trường Đông 12 ca, Trường Hòa 1 ca, Trường Tây 1 ca, Thành phố Tây Ninh 32 ca, trong đó Bình Minh 1 ca, Hiệp Ninh 5 ca, Ninh Sơn 5 ca, Ninh Thạnh 8 ca, Phường 1 1 ca, Phường 3 3 ca, Phường 4 4 ca, Thạnh Tân 5 ca, huyện Bến Cầu 29 ca, trong đó An Thạnh 2 ca, Lợi Thuận 10 ca, Long Chữ 1 ca, Long Giang 2 ca, Long Phước 1 ca, Long Thuận 5 ca, thị trấn Bến Cầu 3 ca, Tiên Thuận 1 ca, 4 ca đang xác minh xã, thị xã Trảng Bàng 21 ca. Trong đó, An tỉnh 3 ca, Đôn Thuận 1 ca, Gia Lộc 2 ca, Lộc Hưng 2 ca, Phường Trảng Bàn 3 ca, Phước Bình 10 ca, huyện Tân Biên 20 ca. Trong đó, Tân Lập 2 ca, Thạnh Bắc 1 ca, Thạnh Bình 8 ca, Thạnh Tây 5 ca, Thị trấn Tân Biên 3 ca, Trà Vong 1 ca, huyện Dương Minh Châu 19 ca. Trong đó, Bảo Năng 11 ca, Lộc Ninh 4 ca, Phước Ninh 3 ca, Trùng Mít 1 ca, huyện Tân Châu 15 ca trong đó suối dây 4 ca, Tân Hiệp 2 ca, Tân Hưng 1 ca, Tân Thành 3 ca, Thạnh Đông 4 ca, 1 ca đang xác minh xã. Ngoài ra, có 1 ca đang xác minh địa chỉ. Tính từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại, tổng số bệnh nhân COVID-19 là 13.427 ca, đang điều trị 2.290 ca, đã điều trị khỏi và xuất viện 10.974 ca. Trong đó, ngày 6 tháng 11 là 119 ca, tử vong 163 ca trong ngày 6 tháng 11 không có ca tử vong do COVID-19. Vùng phong tỏa tính đến ngày 6 tháng 11 năm 2021, tỉnh đã thiết lập 984 vùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 187 vùng, đã kết thúc phong tỏa 797 vùng. Tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung 1.617 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 4.379 người. Tiêm vaccine, trong ngày đã tiêm 36.856 liều vaccine. Tính đến ngày 6 tháng 11 năm 2021, đã tiêm được 1.333.341 liều trong tổng số 1.436.490 liều tỉnh được Bộ Y tế phân bổ, trong đó mỗi một là 888.293 liều, mỗi hai là 445.048 liều. Thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68 của Chính phủ, trong ngày 6 tháng 11, các địa phương đã chi hỗ trợ 1.885 người với số tiền 2 tỷ 851 triệu 500 000 đồng. Từ khi thực hiện chính sách đến ngày 6 tháng 11 năm 2021, các địa phương đã chi hỗ trợ tổng cộng 112.350 người với số tiền 168.989.230.000 đồng. Quý vị hãy quét mã QR góc dưới màn hình khi xem kênh truyền hình Tây Ninh TTV11 hoặc truy cập địa chỉ https://ttv11.com.vn để nhận thông tin nhanh chóng chính xác về tình hình dịch bệnh. Tôi là MC ảo của đài phát thanh và truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi thông tin. Thân mến chào tạm biệt.